Mỹ Tâm từng gọi tên Chibu trên livestream có chia sẻ đầy bất ngờ. Chia sẻ của Mỹ Tâm về Chibu khiến dân mạng vô cùng thích thú. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại buổi livestream hát hò của Mỹ Tâm cách đây khá lâu. Đáng chú ý, ngoài những bài hát được nữ ca sĩ thể hiện trên sóng trực tiếp, người hâm mộ cũng không khỏi xôn xao khi Mỹ Tâm đã nhắc đến Chibu trong một khoảnh khắc. Có cái bài gì mà của em Chibu, cô bé cháu mình hát, thấy hát gì thương ghê. Thôi mình biết hát cái bài em ở lại gì đâu nha. Ok. Cái gì mà anh ở lại, nhưng mà nghe cô bé hát dễ thương á. Chị Bu hát bài đó thấy cũng hợp với bạn á. Nhưng mà mình không hát, không biết hát đầu, mình cứ nghe cho nhớ thôi. Cụ thể nữ ca sĩ chia sẻ: có bài gì của em Chibu, nghe cháu mình hát, nghe hát dễ thương ghê. Theo đó, Mỹ Tâm đã thể hiện ca khúc Anh ơi ở lại của Chibu để gửi tặng đến khán giả. Không bằng đến giọng hát hay ca khúc mà Hòa Mỹ Tốc Nâu lựa chọn, điều khiến dân tình chú ý nhất chính là biểu cảm của nữ ca sĩ khi nhắc đến Chibu, tên tuổi gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội bậc nhất thời điểm ấy khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Dưới đoạn clip được chia sẻ, nhiều người đã không khỏi tấm tắc trước những câu nói nhẹ nhàng của Mỹ Tâm khi nhắc về Chibu. Mặc dù đoạn clip không phản ánh toàn bộ chia sẻ của Mỹ Tâm về giọng ca đóa hoa hồng, nhưng như theo tiết lộ từ người hâm mộ, nữ ca sĩ đã dành lời khen cho sự dễ thương trong giọng hát của Chibu và cho rằng ca khúc Anh ơi ở lại phù hợp với nữ ca sĩ. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng nể phục trước sự tinh tế trong cách chia sẻ của Mỹ Tâm khi không dùng những từ ngữ để mang tính chất vùi dập đàn em. Dù trong giai đoạn đó, Chibu từng nhận về rất nhiều lời chê bai, chỉ trích từ khán giả, thậm chí là đồng nghiệp về giọng hát không được tốt của mình. Sau khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia vào chương trình Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc, Chibu đang là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Với phong độ thể hiện ổn định, Chibu không chỉ chinh phục được nhiều khán giả trong nước, đồng thời còn mang về lượng người hâm mộ lớn tại quốc gia này. Chính điều này đã khiến đoạn clip chia sẻ của Mỹ Tâm về Chibu một lần nữa được chia sẻ mạnh mẽ trở lại.